với mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy đầm ấm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vào tối qua, quận Phú Nhuận đã tổ chức đêm hội mừng xuân Giáp Thìn, mừng Đảng Quang Vinh, Tết đến với mọi nhà mọi người. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết cổ truyền dân tộc, quận Phú Nhuận tổ chức lễ hội ẩm thực với khoảng 40 gian hàng ẩm thực, 10 gian hàng bình ổn giá phục vụ bà con đến mua sắm. Đây là các gian hàng do cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện. Bên cạnh đó, đêm hội còn diễn ra các hoạt động như hội thi cắm hoa ngày Tết, quầy hàng ông đồ tặng chữ và tranh thư pháp chúc xuân, trang trí góc tiểu cảnh Tết Việt xưa. Tại đêm hội năm nay, quận Phú Nhuận đã trao tặng 537 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Mỗi hộ được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra còn có chương trình rút thăm may mắn, phúc lộc đầu xuân với nhiều giải thưởng giá trị. Thông qua chương trình đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương sẽ tiếp thêm nghị lực để các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đón năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.